Và để tiếp tục với bản tin trên, thì luật sư biện hộ tuyên bố có sự mâu thuẫn trong báo cáo y tế của bị cáo trong vụ cưỡng hiếp tập thể, tin từ New Delhi. Luật sư đại diện cho hai nghi can bị cáo buộc trong cưỡng hiếp tập thể và giết hại nữ sinh viên trẻ cho biết là các bác sĩ bị đe dọa đã đưa ra báo cáo y tế chống lại các thân chủ của mình. Nói với các phóng viên sau phiên tòa ở New Delhi, luật sư biện hộ AP Singh cho biết hai bác sĩ đã được thẩm vấn tại phiên tòa đang diễn ra. Vào hôm thứ Tư vừa qua, thì luật sư biện hộ đã thẩm vấn một nhân chứng sau khi người bạn trai của nạn nhân làm chứng tại tòa vào ngày 5 tháng 2. Năm bị cáo là Vinay Sharma, phụ tá tại một phòng tập thể dục, Ram Singh, tài xế xe bus, anh trai của hắn là Mukesh Singh, người dọn xe bus Akshay Kumar Singh và chủ tiệm trái cây Pakwan Kumar. Họ không nhận tội hiếp dâm và giết người. Một bị cáo thứ sáu là trẻ vị thành niên bị truy tố riêng biệt. Cảnh sát cáo buộc 6 nghi can này đã tấn công nữ sinh 23 tuổi và bạn trai của cô trên xe bus vào ngày 16 tháng 12. Người phụ nữ đã liên tục bị hãm hiếp và tra tấn bằng một thanh kim loại. Cặp đôi này bị đánh đập dã man trước khi bị ném xuống đường. Người phụ nữ đã thiệt mạng do nội thương tại một bệnh viện ở Singapore 2 tuần sau đó.